Lâm Nguyên nhìn xem trước mặt hóa thân này. Hóa thân cùng chân thân dùng chung giống nhau tâm linh ý chí, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không bằng bản tôn, đây là vì sao? Một là bởi vì hóa thân chỗ đầu nhập tâm linh ý chí không nhiều. Thứ hai là hóa thân nhục thân chỉ là tùy ý ngưng tụ mà ra không phát huy được Lâm Nguyên thực lực chân chính. So sánh tới nói, phân thân thực lực liền mạnh lên rất nhiều, bởi vì phân thân nhục thân thể phách trải qua bồi dưỡng, đầy đủ cường đại. Mặc kệ là hỗn độn hư không, vẫn là tòa thứ nhất nguyên thế giới, tòa thứ hai nguyên thế giới người tu hành đối phân thân đều là đầy đủ coi trọng nhất là chủ chiến nhục thân tổn thất một bộ chủ chiến nhục thân không biết rõ bao nhiêu năm tâm huyết ủng phí mà dưới mắt lâm nguyên trước mặt cỗ này tùy ý ngưng tụ ra hóa thân cũng không có trải qua bất luận cái gì bồi dưỡng nhưng bởi vì phù văn chi đạo vận dụng để hóa thân này thực lực chất biến đạt tới tiếp cận uyên long tình trạng ta hiện tại chỉ là một hóa thân thực lực liền sánh vai tòa thứ hai nguyên thế giới bên trong vĩnh hằng chi tử đi Lâm Nguyên có chút sợ hãi thán phục. Vĩnh Hằng Chi Tử là cái gì? Kia là một đại vĩnh hằng tông môn thế lực dốc sức bồi dưỡng, thậm chí ngay tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Chủ đều dị thường coi trọng, cuối cùng mới đản sinh ra tồn tại. Thực lực viễn siêu tòa thứ nhất nguyên thế giới mạnh nhất thiên tôn. Ngô Sơn Chi Chủ lấy tự thân họa đạo, vẽ ra hoàn mỹ nhất ba bức cự họa, bên trong cường giả thực lực, phía trước hai bức cũng liền khó khăn lắm đạt tới uyên long ngưỡng cửa. Chiến lực như vậy, hiện tại Lâm Nguyên tùy ý ngưng tụ ra một hóa thân liền đạt tới chân thân bản tôn thực lực, Lâm Nguyên cảm thụ tự thân biến hóa. Đối phù văn chi đạo lý giải cất cao, để hắn càng thêm hoàn mỹ vận dụng phù văn chi đạo, nếu như nói thập tam giai truyền thừa vô hạn hư không vẻn vẹn tăng lên thể nội vũ trụ. Như vậy hiện tại phù văn chi đạo đối Lâm Nguyên tăng lên thì là các mặt, bao quát thể nội vũ trụ, bao quát nhục thân linh hồn, bao quát tâm linh ý chí, bao quát hết thảy. Cái này còn chỉ là sơ bộ tham ngộ muôn kia truyền thừa. Lâm Nguyên lấy lại bình tĩnh, thiên quang chi chủ sáng tạo môn kia truyền thừa chủ yếu trình bày đối phủ văn lý giải dựa theo thiên quang chi chủ phân chia truyền thừa tổng cộng chia làm 5 cấp độ tham ngộ đến cấp độ thứ 5, liền có thể tại thời gian tuần hoàn bên trong vận dụng phủ văn chi lực bây giờ lâm nguyên mới hiểu được cấp độ thứ nhất đương nhiên thiên quang cũng nói thẳng bình thường người tu hành tham ngộ đến cấp độ thứ năm không thực tế kia cơ hồ thuộc về vĩnh hằng chi chủ cảm ngộ cấp độ nhưng cho dù chỉ là cấp độ thứ ba cấp độ thứ tư cũng đối đột phá thời gian tuần hoàn có đầy đủ trợ giúp, tại phù văn phương diện lý giải, coi như không cách nào trực tiếp vận dụng, cũng có thể hơi gián tiếp vận dụng. Đáng tiếc, cho dù là hiện tại ta, cùng thập tam giai thời gian sinh mệnh so sánh, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, thập tam giai thời gian sinh mệnh nhất cường đại phương diện, ở chỗ có thể thăm dò tương lai thời gian tuyến. Đối tương lai lựa chọn lựa chọn, lớn hơn trực tiếp thực lực. Cho dù ném đi quan sát tương lai thời gian tuyến điểm này, Lâm Nguyên cũng xa xa không phải thập tam giai sinh mệnh đối thủ. Từ từ sẽ đến. Có môn này truyền thừa, ta cảm giác đột phá thời gian tuần hoàn có thể muốn lớn hơn rất nhiều. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ, thiên quang chi chủ cho rằng người tu hành tu luyện tới truyền thừa cấp độ thứ năm không thực tế. Nhưng là nhằm vào cái khác người tu hành mà nói. Lâm Nguyên tự nhiên không ở trong đám này. Lấy Lâm Nguyên nghịch thiên ngộ tính, thật toàn lực tham ngộ. Không nói nhất định có thể tu luyện tới cấp độ thứ 5, chí ít cũng có rất lớn nắm chắc hy vọng. Vĩnh Hằng chi chủ cấp độ cảm ngộ, Lâm Nguyên cũng không phải là không đạt được, đơn giản là nỗ lực bao nhiêu tinh lực thời gian thôi. Hỗn độn hư không biên giới, một chỗ kết nối lấy chiều không gian bên ngoài khe hở. Một viên con mắt thật to xa xa nhìn xem, chính là Vạn Pháp chi nhãn. Chỗ này chiều không gian khe hở. Vạn Pháp chi nhãn quan sát tỉ mỉ. Hỗn độn hư không cũng không phải là hoàn mỹ, mặc dù có từng vị thời gian sinh mệnh đền bù, tại biên giới khu vực vẫn như cũ sẽ xuất hiện khắp nơi chiều không gian khe hở. Chiều không gian khe hở kết nối lấy chiều không gian bên ngoài, cũng chính là chiều không gian khoảng cách. Chiều không gian khoảng cách đã thoát ly hỗn độn hư không chỗ chiều không gian. Nơi đó nguy cơ tứ phía, nhưng tương tự ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Vạn Pháp chi nhãn tỏa định chỗ này chiều không gian khe hở, chỗ kết nối chiều không gian khoảng cách, liền có tự thân cần một loại nào đó tài nguyên. Vì thu hoạch được loại này tài nguyên, Vạn Pháp chi nhãn vận dụng tích lũy được ân tình, để hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh tiến về. "Siêu, đúng lúc này" một thân ảnh ngưng tụ hình thành một vị ngân bảo lão giả vạn pháp tiền bối ngân bảo lão giả tên là phong trúc đại thánh chính là một vị tuyệt thế đại thánh nhỏ yếu thời kỳ đã từng bị vạn pháp các che chở bởi vậy thiếu vạn pháp chi nhãn ân tình như thế nào vạn pháp chi nhãn nhìn về phía phong trúc đại thánh dò hỏi chiều không gian khe hở bên ngoài chỗ kia trên cỡ nhỏ đại lục bản thổ sinh vật quá mức khó chơi muốn gỡ súng viên kia pháp nguyên quả đoán chừng rất khó phong trúc đại thánh như nói thật nói pháp nguyên quả chính là một loại chiều không gian kỳ chân phiêu đãng tại chiều không gian khoảng cách mỗi tới gần một tòa chiều không gian liền có thể hấp thu tòa này chiều không gian một chút pháp lý bởi vậy pháp nguyên quả bản thân ẩn chứa khác biệt chiều không gian căn bản pháp lý loại này kỳ chân đối vạn pháp chi nhãn có cực lớn trình độ đền bù hiệu quả đương nhiên pháp nguyên quả sinh trưởng chung quanh thường thường dựng dục một chút chiều không gian sinh vật chiều không gian sinh vật đản sinh tại chiều không gian khoảng cách ở giữa thực lực trời sinh cường đại lại thêm chiều không gian bên ngoài, hỗn độn hư không tuyệt thế đại thánh, có khả năng phát huy ra thực lực có hạn. Không cách nào mượn nhờ hỗn độn hư không lực lượng. Cho nên cho dù vạn pháp chi nhãn thỉnh động hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh, đi hái viên kia pháp nguyên quả. Vẫn như cũ nhận lấy mãnh liệt trở ngại. Chỉ cần có thể gỡ xuống pháp nguyên quả, ta tất có thâm tạ. Vạn pháp chi nhãn nhìn xem phong trúc đại thánh, mở miệng nói ra. Đã vạn pháp tiền bối nói như vậy, vậy ta khẳng định toàn lực ứng phó. Phong Trúc Đại Thánh gật đầu. Vạn pháp chi nhãn trải qua từng cái vũ trụ kỳ, hắn trong miệng thâm tạ, cho dù là tuyệt thế đại thánh đều sẽ tâm động. Đúng lúc này, ông, một cỗ rất nhỏ ba động từ chiều không gian khe hở bên ngoài chậm rãi truyền vào. Nguyên bản đã bị cố định trụ chiều không gian khe hở, vậy mà bắt đầu chậm chạp thu nhỏ bắt đầu. Không tốt, là chiều không gian chiều tịch. Vạn pháp chi nhãn ánh mắt hơi đổi. Hỗn độn hư không chiều không gian khe hở, cũng không thể một mực tồn tại xuống dưới. Nó sẽ theo ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, ngẫu nhiên khôi phục, ngẫu nhiên xuất hiện. Mà giờ khác này, chiều không gian khoảng cách nhấc lên chiều tịch, đối dưới mắt chỗ này chiều không gian khe hở sinh ra ảnh hưởng, sắp triệt để khép lại. Phiền toái. Bên cạnh phong trúc đại thánh sắc mặt trầm xuống. Trước mắt chỗ này chiều không gian khe hở một khi đóng lại khép lại, muốn đợi đến lần tiếp theo chỗ này khu vực lại mở ra chiều không gian khe hở, liền không biết rõ thời gian dài bao lâu. Một vạn cái vũ trụ kỳ, 10 vạn cái vũ trụ kỳ cũng có thể. Đến lúc đó phong trúc đại thánh đoán chừng đã sớm xung kích thập tam dài. So với phong trúc đại thánh, vạn pháp chi nhãn đồng dạng lo lắng. Lại dài vũ trụ kỷ, vạn pháp chi nhãn cũng có thể chờ xuống dưới. Nhưng vạn pháp chi nhãn không cách nào cam đoan, lần sau chỗ này địa phương mở ra chiều không gian khoảng cách lúc, pháp nguyên quả còn ở đó hay không. Pháp nguyên quả phiêu đãng tại khác biệt chiều không gian ở giữa, lần này bỏ qua, nó đoán chừng liền sẽ rời xa, vạn pháp chi nhãn cơ bản đoạn tuyệt cao minh đến cơ hội khe hở chiều không gian này cho dù khép lại cũng cần thời gian đại khái ba ngày sau mới hoàn toàn khép lại vạn pháp chi nhãn cẩn thận quan sát chợt nhìn về phía phong trúc đại thánh chỉ cần trong vòng ba ngày lấy súng viên kia pháp nguyên quả là được ba ngày phong trúc đại thánh tự nhiên rõ ràng vạn pháp chi nhãn y tứ không có khả năng phong trúc đại thánh lắc đầu chỗ kia cỡ nhỏ đại lục vẹn vẹn thăm dò đến bên ngoài chỉ là ngoại vi chiều không gian sinh vật sẽ rất khó vượt qua vèn vẹn vẹn ba ngày liên tiến về hạch tâm khu vực lấy xuống pháp nguyên quả lại toàn thân trở ra ta làm không được phong trúc đại thánh nói đây không phải là đại giới vấn đề mà là căn bản làm không được ta minh bạch vạn pháp chi nhãn trầm mặc một hồi cũng biết rõ trong ba ngày lấy xuống pháp nguyên quả cũng không hợp lý pháp nguyên quả vạn pháp chi nhãn lần nữa nhìn về phía chiều không gian khe hở giờ phút này đối phương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ thôi vạn pháp chi nhãn trong lòng có quyết định nào đó phiến hoang vu hư không. Lâm Nguyên chân thân bản tôn ngồi xếp bằng, thuận hỗn độn khí phiêu đãng. Đúng lúc này, thời không chi lực hội tụ, hình thành một viên to lớn con mắt. Vạn Pháp Chi Nhãn. Lâm Nguyên nhìn về phía Vạn Pháp Chi Nhãn, tùy ý nói ra, tìm ta có chuyện. Hắn cùng Vạn Pháp Chi Nhãn tồn tại nhân quả rất sâu, đối phương có thể đi tìm đến cũng không kỳ quái. Ngân Hà Đại Thánh. Vạn Pháp Chi Nhãn tư thái rất thấp, không có giống đối đãi phong trúc đại thánh như vậy. Có một việc nghĩ mời ngươi giúp vạn pháp tri nhãn nói nói đi lâm nguyên nhìn xem vạn pháp tri nhãn một lát sau ngươi nghĩ mời ta tiến về một chỗ chiều không gian khe hở bên ngoài đem viên kia pháp nguyên quả thu hồi lại lâm nguyên minh bạch vạn pháp tri nhãn ý tứ đúng viên kia pháp nguyên quả đối ta rất trọng yếu vạn pháp tri nhãn gật đầu muốn trong vòng ba ngày thu hồi pháp nguyên quả đối với tuyệt thế đại thánh đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành vạn pháp tri nhãn càng nghĩ cảm thấy cũng chỉ có Lâm Nguyên có hy vọng hoàn thành chuyện này. Trước đây không lâu, Lâm Nguyên đã từng triển lộ không thực lực, bị vạn pháp chi nhãn các loại đặc thù tồn tại, công nhận là trong lịch sử đàn sinh từng vị vô địch đại thánh bên trong mạnh nhất. Ngươi muốn rõ ràng. Lâm Nguyên nhìn xem vạn pháp chi nhãn, ngữ khí bình tĩnh. Trước đây ngươi là ta truyền bá võ đạo tiến hóa đạo lộ chi lộ, đổi lấy tương lai hướng ta sách một cái yêu cầu. Ngươi xác định đem yêu cầu này dùng tại cái này phía trên. Vạn pháp chi nhãn nghe vậy, lần nữa lâm vào suy tư kỳ thật yêu cầu này giá trị lớn nhất cách làm chính là đợi đến lâm nguyên bước vào thập tam giai sau lại sách nhưng người nào biết rõ lâm nguyên có thể hay không bước vào thập tam giai nếu là bước vào không được chẳng phải là trôi theo dòng nước trong lịch sử đàn sinh vô địch đại thánh rất nhiều nhưng cuối cùng trở thành thời gian sinh mệnh lại là lác đác không có mấy mà dưới mắt viên kia pháp nguyên quả đối vạn pháp chi nhãn cực kỳ trọng yếu bỏ qua thôn này liền không có tiệm này ngân hà đại thánh ta xác định. Vạn pháp chi nhãn suy tư liên tục, chân thành nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Chợt hỏi, chỗ kia chiều không gian khe hở bên ngoài, tình huống thế nào? Rất nguy hiểm, liền xem như bình thường vô địch đại thánh, cũng rất khó trong ba ngày thu hồi pháp nguyên quả. Vạn pháp chi nhãn như nói thật nói. Phương diện này hắn không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Có hay không thập tam giai tồn tại? Lâm Nguyên đổi cái thuyết pháp hỏi thăm. Thập tam giai tồn tại. Vạn pháp chi nhãn hơi sững sờ. Không có. Vạn pháp chi nhãn lập tức nói. Nói đùa cái gì? Thập tam giai tồn tại. Kia là pháp nguyên quả bên cạnh có thập tam giai tồn tại. Hắn coi như lại như thế nào khát vọng, cũng không có khả năng có ý nghĩ gì. Lại nói hỗn độn hư không phụ cận, một khi xuất hiện thập tam giai sinh mệnh, tất nhiên sẽ gây nên kia hỗn độn hư không bên trong thời gian sinh mệnh phát giác. Tuyệt đối không có. Vạn pháp chi nhãn hướng lâm nguyên cam đoan nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Nguyên lo lắng cho mình để hắn chịu chết. Biết rõ. Lâm Nguyên gật đầu, nói ra. Ta sẽ phái ra một bộ hóa thân tiến vào chỗ kia chiều không gian khe hở vì ngươi thu hồi pháp nguyên quả. Đa tạ ngân hà. Vạn pháp chi nhãn đang muốn cảm tạ. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một bộ. Cỗ hóa thân. Ngân hà đại thánh, chỗ kia chiều không gian khe hở bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Ánh sáng phái ra hóa thân được sao? Vạn pháp chi nhãn cẩn thận nghiêm túc dò hỏi vạn pháp chi nhãn 10 phần tán thành lâm nguyên thực lực cho rằng là trong lịch sử mạnh nhất vô địch đại thánh nhưng là vẻn vẹn một bộ hóa thân đầy đủ lâm nguyên liếc mắt vạn pháp chi nhãn bây giờ hắn một đạo hóa thân liền có thể phát huy ra tiếp cận uyên long thực lực hỗn độn hư không trong lịch sử tất cả vô địch đại thánh chung vào một chỗ đoán chừng đều đánh không lại hắn một đạo hóa thân hú chi lâm nguyên chân thân bản tôn còn tại chú ý lâm nguyên ngược lại là chờ mong bằng vào hiện tại thực lực của mình thập tam sai thời gian sinh mệnh không ra ai còn có thể đỡ nổi chính mình. Liền xem như thần bí chiều không gian khoảng cách, thật sự có cùng mình địch nổi đối thủ à. Mênh mông hoang vu hư không. Lâm Nguyên thuận mỏng manh hỗn độn khí phiêu đãng. Ngoại trừ vạn pháp chi nhãn các loại cùng Lâm Nguyên có sâu hơn nhân quả cảm ứng tồn tại. Những cường giả khác coi như từ phụ cận đi ngang qua cũng không phát hiện được Lâm Nguyên mảy may khí tức. Lâm Nguyên hình thần, tựa như cùng vô tận hỗn độn khí, mênh mông hư không hòa làm một thể. Chỗ kia chiều không gian khe hở. Lâm Nguyên tùy ý quét mắt một phương hướng nào đó, hắn đã ngưng tụ ra một hóa thân tiến về. Đối với chiều không gian khe hở, Lâm Nguyên vẫn tương đối thận trọng. Huyền Hoàng Bệ Hạ lấy được món kia thập tam giai vũ khí thiên hư đỉnh, chính là được từ một chỗ chiều không gian khe hở. Tại chỗ kia chiều không gian khe hở bên trong, Huyền Hoàng Bệ Hạ lấy vô địch đại thánh thực lực, đều kém chút trọng thương, có thể thấy được chiều không gian khe hở nguy hiểm. Lâm Nguyên thực lực bây giờ, dĩ nhiên viễn siêu trước đây Huyền Hoàng Bệ Hạ nhưng cũng sẽ không chủ quan. Vẹn vẹn phái ra hóa thân là đối tự tin của mình, cũng là trước lấy thăm dò làm chủ. Coi như chỗ kia chiều không gian trong khe hở, ẩn giấu đi vạn pháp chi nhãn không có phát giác được nguy hiểm. Lâm Nguyên tối đa cũng liền tổn thất một bộ hóa thân thôi. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Đối tự thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ. Cho dù vạn pháp chi nhãn cam đoan, coi như cuối cùng Lâm Nguyên không có thu hồi viên kia pháp nguyên quả. Chỉ cần xuất thủ thì tương đương với cả hai nhân quả đã thành. Nhưng Lâm Nguyên tự nhiên hy vọng sự tình làm thuận lợi. Dù sao trước đây vạn pháp chi nhãn xác thực giúp hắn bớt đi không ít chuyện. Không có vạn pháp chi nhãn, coi như lấy Lâm Nguyên thực lực trước mắt, muốn truyền bá võ đạo tiến hóa đạo lộ chi lộ. Cũng cần nỗ lực cực lớn tâm lực thời gian, cuối cùng còn chưa nhất định làm có vạn pháp chi nhãn tốt. Mạnh như vô địch đại thánh, cũng chỉ có thể quan sát một thời đại nào đó, cuối cùng vẫn đến xung kích thập tam dài. Nhưng vạn pháp chi nhãn dạng này đặc thù tồn tại, lại là gần như vĩnh hằng trường tồn, hỗn độn hư không không phá diệt, liền có thể một mực tồn tại xuống dưới. Ừm. Vô hạn hư không tầng thứ tư sắp đã luyện thành. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, phân ra một đạo ý thức hóa thân dáng lâm thể nội vũ trụ. Mênh mông cuồn cuộn thể nội vũ trụ vô biên vô hạn, giờ phút này sắp hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Ngừng, lâm nguyên lập tức đình chỉ vô hạn hư không cuối cùng thuế biến ta tu luyện vô hạn hư không truyền thừa chính là hỗn độn hư không một vị thời gian sinh mệnh sáng tạo lấy hỗn độn hư không là mục tiêu cuối cùng tu luyện tới trên lý luận tầng thứ bảy thể nội vũ trụ liền có thể lột xác thành tương đương với hỗn độn hư không thể lượng tồn tại lâm nguyên trong lòng suy nghĩ đương nhiên cái gọi là tầng thứ bảy cho dù là sáng tạo môn này truyền thừa vị kia thời gian sinh mệnh cũng không có tu luyện tới nếu quả thật đem tầng thứ bảy tu luyện thành cho dù là tại thập tam giai bên trong, đều được cho cường hoành. Cho dù không có trở thành thời gian lãnh chúa, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Tòa thứ hai nguyên thế giới bên trong, Ngô Sơn chi chủ truy cầu là vẽ ra một bức nguyên thế giới. Một khi làm được, liền có thể đưa thân thời gian lãnh chúa. Mà vô hạn hư không truyền thừa thì là dựng dục ra một tòa hỗn độn hư không. Cả hai quá trình khác biệt, theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất lại là tương tự. Nếu như ta không có dáng lâm tòa thứ nhất nguyên thế giới, tòa thứ hai nguyên thế giới, đoán chừng sẽ cảm thấy môn này truyền thừa hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao xuất từ vĩ đại thời gian sinh mệnh chi thủ, giải thích của bọn hắn ánh mắt, làm sao có thể có lỗi. Nhưng là, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trải qua hai tòa nguyên thế giới, Lâm Nguyên ý thức được, cho dù là thời gian sinh mệnh, cũng không nhất định là đúng. Tỷ như môn này vô hạn hư không truyền thừa, cũng không phải nói là sai, nhưng nó chỗ dựng dục ra có thể so với hỗn độn hư không thể nội vũ trụ, liền nhất định là hoàn mỹ à liên hỗn độn hư không bản thân đều không hoàn mỹ cần từng vị thời gian sinh mệnh mở đặc thù chi địa đi đền bù lấy hỗn độn hư không là mô bản dựng dục ra thể nội vũ trụ làm sao có thể là hoàn mỹ chỉ bất quá sáng lập cửa này truyền thừa thời gian sinh mệnh có khả năng tiếp xúc đến chiều không gian chỉ có hỗn độn hư không không có cái khác càng thêm hoàn mỹ chiều không gian tham chiếu cho nên mới không ý thức được cho dù thời gian sinh mệnh năng đủ ngao du chiều không gian khoảng cách nhưng muốn tiếp xúc thăm dò cái khác chiều không gian vô cùng khó khăn. Một là tìm không thấy, hai coi như tìm được cũng sẽ nhận chiều không gian tự thân mãnh liệt bài xích. Cùng tao ngộ tòa này chiều không gian đản sinh thập tam giai thời gian sinh mệnh ngăn cản. Tỷ như cái khác chiều không gian thời gian sinh mệnh, muốn tới gần hỗn độn hư không, tự nhiên sẽ nhận hỗn độn hư không đản sinh thời gian sinh mệnh ngăn cản. Nhưng Lâm Nguyên không đồng dạng, mượn nhờ vạn giới chi môn, hắn có thể lặng yên không tiếng động dung nhập từng tòa chiều không gian nội thế giới thậm chí còn có hai tòa so hỗn độn hư không hoàn mỹ nguyên thế giới. Tòa thứ nhất nguyên thế giới, Lâm Nguyên quan sát nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển, cùng Uyên Long trong lòng dựng dục ra vi hình nguyên thế giới. Đối với tòa kia nguyên thế giới lý giải lĩnh ngộ, còn muốn vượt qua hỗn độn hư không. Tòa thứ hai nguyên thế giới, Lâm Nguyên tham ngộ Ngô Sơn chi chủ vẽ ra tới bộ kia bán thành phẩm vĩnh hằng chi họa, này tấm vĩnh hằng chi họa, vẽ chính là tòa kia nguyên thế giới. Ngoài ra còn có thiên quang chi chủ đối với phù văn toàn năng lý giải lâm nguyên đồng dạng cảm ngộ rất sâu đối tòa thứ hai nguyên thế giới cơ bản vận chuyển cùng bản chất không nói rõ ràng trong lòng nhưng khẳng định siêu việt tòa kia thế giới bất luận cái gì tiêu giao tam cảnh cường giả ta thể nội vũ trụ cuối cùng thuế biến phương hướng truy cầu không thể là hỗn độn hư không lâm nguyên trong lòng lặng yên suy nghĩ lấy hỗn độn hư không là nhất cuối cùng truy cầu phương hướng cuối cùng có thể hay không trở thành thời gian lãnh chúa đều khó nói lấy chư thiên vạn giới vô tận chiều không gian thứ nguyên làm căn cơ đây mới là ta thể nội vũ trụ muốn thuế biến phương hướng. Lâm Nguyên trong đầu hiện lên tòa thứ nhất nguyên thế giới, tòa thứ hai nguyên thế giới từng ly từng tí, nhất là trong đó bản chất vận chuyển, bắt đầu đem nó chậm chạp dung nhập đến tự thân thể nội vũ trụ. Những chuyện này nhất định phải đang luyện thành vô hạn hư không tầng thứ tư trước đó hoàn thành. Chỉ có như vậy mới có thể tại thể nội vũ trụ căn cơ định ra trước đó, đặt vững cơ sở, để ngay sau không ngừng dung hợp càng nhiều nguyên thế giới bản chất. Nguyên thế giới sở dĩ được xưng là nguyên thế giới chính là bởi vì nó so cái khác cùng cấp độ thế giới càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiếp cận chân chính hoàn mỹ. Ta thể nội vũ trụ hấp thu nguyên thế giới bản chất vận chuyển, cũng sẽ càng thêm tiếp cận hoàn mỹ, cuối cùng thậm chí có trở thành hoàn mỹ hy vọng. Hoàn mỹ thế giới, kia là thập tứ giai hoàn mỹ thời gian sinh mệnh mới có thể mở tích thế giới, một khi ta thể nội vũ trụ thuế biến đến chân chính hoàn mỹ, cự ly trở thành thập tứ giai hoàn mỹ thời gian sinh mệnh, đoán chừng liền không xa. Đương nhiên, cái này chỉ là Lâm Nguyên phỏng đoán, Chân chính muốn trở thành thập tứ giai hoàn mỹ thời gian sinh mệnh, Lâm Nguyên cũng không bao nhiêu đầu mối. Hoàn mỹ thời gian sinh mệnh có thể tùy ý ngao du thời gian tuyến, tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí có thể sáng tạo ra mình muốn tương lai, tầng thứ này sinh mệnh căn bản không phải tầm thường sinh mệnh có thể tưởng tượng. Ngô Sơn chi chủ cuối cùng truy cầu cũng chỉ là vẽ ra một bức nguyên thế giới, đưa thân thời gian lãnh chúa mà thôi. Về phần trở thành hoàn mỹ thời gian sinh mệnh Lâm Nguyên duy nhất biết đến chính là hoàn mỹ thời gian sinh mệnh điều kiện tiên quyết là hoàn mỹ. Nếu như thể nội vũ trụ chân chính đạt tới hoàn mỹ, như vậy chính mình có lẽ cùng hoàn mỹ thời gian sinh mệnh rất gần. Từ từ sẽ đến. Lâm Nguyên không ngừng đem hai tòa nguyên thế giới vận chuyển bản chất dung nhập thể nội vũ trụ. Trước mắt hoàn mỹ thời gian sinh mệnh với hắn mà nói vẫn là quá xa, liền thời gian sinh mệnh đều không phải là. Ầm ầm, thể nội vũ trụ không ngừng oanh minh. Bản chất tại bị cải biến, loại này cải biến không được cùng với vô hạn hư không loại kia dựng lại gây dựng lại mà là căn bản nhất tồn tại bị cải biến tựa như một thanh thiết đao cùng kim đao vẻn vẹn đi qua mấy trăm cái hô hấp hai tòa nguyên thế giới căn bản vận chuyển liền triệt để dung nhập đến thể nội vũ trụ trên thực tế loại này lấy hai tòa nguyên thế giới ưu điểm hoàn mỹ dung nhập tự thân thể nội vũ trụ một chuyện lâm nguyên đã sớm bắt đầu ở chuẩn bị hiện nay bắt đầu đi làm tự nhiên rất nhanh bước vào vô hạn hư không tầng thứ năm đi Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ sẽ bắt đầu thể nội vũ trụ cuối cùng thuế biến. Vô hạn hư không tầng thứ 5 là một cái bước ngoặt. Bình thường tuyệt thế đại thánh tu luyện tới môn này truyền thừa tầng thứ 5 liền có được vô địch đại thánh thực lực. Lâm Nguyên dung nhập hai tòa nguyên thế giới căn bản vận chuyển ưu điểm, cũng là đang luyện thành tầng thứ 5 trước đó. Ông nương theo lấy thể nội vũ trụ cuối cùng thuế biến. Một cỗ vô hình khí tức bắt đầu quét sạch. Chỉ chốc lát, thể nội vũ trụ liền hoàn thành thuế biến dung hợp về sau thể nội vũ trụ, cùng bước vào vô hạn hư không tầng thứ năm. Lâm Nguyên lại lần nữa cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên. Ta hiện tại, cho dù chỉ là một hóa thân, cũng có thể sánh vai Uyên Long đi. Lâm Nguyên trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hóa thân mặc dù không có nhận bồi dưỡng, nhưng thể nội vũ trụ vẫn là bình thường mở. Đơn giản là không có chân thân bản tôn thể nội vũ trụ như vậy vô biên vô hạn. Thể nội vũ trụ dung nhập hai tòa nguyên thế giới ưu điểm hoàn mỹ, lại thêm vô hạn hư không bước vào tầng thứ 5 tự nhiên để hóa thân thực lực tăng vọt triệt để đạt tới uyên long cấp độ một cái hóa thân liền giống như là một tôn uyên long lâm nguyên khẽ lắc đầu tòa thứ nhất nguyên thế giới mở mới bắt đầu hội tụ vô số tạo hóa nhân quả mới ra đời một tôn uyên long bây giờ chính mình tùy tiện ngưng tụ ra hóa thân liền có thể đạt tới này cảnh giới như thế vừa vặn thu hồi pháp nguyên quả hy vọng lớn hơn lâm nguyên tâm tình không tệ thể nội vũ trụ ngọc hồ lô bên cạnh áo đỏ nữ đồng chính nghiêng chân diêu a diêu đúng lúc này một cỗ không hiểu ba động quét sạch đây là áo đỏ nữ đồng lúc này nhảy dựng lên bước vào vô hạn hư không tầng thứ năm áo đỏ nữ đồng mở to hai mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cho dù đã sớm biết được lâm nguyên đạt tới cấp độ này chỉ là vấn đề thời gian nhưng khi cái này một ngày chân chính đến thời điểm vẫn như cũ có chút khó tin tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh vô hạn hư không chính là thập tam giai truyền thừa không phải ai đều có thể luyện đến tầng thứ 5. Cho dù thông qua lúc ban đầu khảo nghiệm, 10 phần phù hợp môn này truyền thừa, có thể bước vào tầng thứ 5 cũng là vô cùng thưa thớt. Đồng dạng mấy trăm cái truyền thừa người tu luyện bên trong mới có thể xuất hiện một vị tầng thứ 5. Nhưng là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đã không phải là có thể hay không bước vào tầng thứ 5 vấn đề, mà là bước vào tầng thứ 5 tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Để áo đỏ nữ đồng nhận biết cũng bắt đầu vỡ vụn. Không đúng. Bỗng nhiên, áo đỏ nữ đồng thần sắc biến đổi. Mặc dù thể nội vũ trụ cuốn tới khí tức, cùng vô hạn hư không bước vào tầng thứ năm rất là tương tự. Nhưng trải qua cẩn thận cảm thụ, áo đỏ nữ đồng xác định, cái này cùng bình thường vô hạn hư không tầng thứ năm không đồng dạng. Tương tự lại khác. Làm sao có thể? Áo đỏ nữ đồng không dám tin. Không cần lo lắng. Lâm Nguyên thân hình tại cách đó không xa ngưng tụ, mỉm cười nhìn xem áo đỏ nữ đồng, ta chỉ là đem vô hạn hư không môn này truyền thừa sửa đổi một phen nguyên bản vô hạn hư không là lấy hỗn độn hư không là nhất cuối cùng truy cầu bây giờ cuối cùng truy cầu đổi lấy cao hơn hoàn mỹ thế giới là truy cầu ở giữa phương thức tu luyện tự nhiên cần sửa chữa sửa chữa áo đỏ nữ đồng càng thêm trầm mặc đường đường thập tam giai truyền thừa thời gian sinh mệnh tâm huyết chi tác cơ bản đều ở mọi phương diện đạt tới cực hạn cho dù thời gian khác sinh mệnh cũng không nhất định có thể đối hắn sửa chữa lâm nguyên trực tiếp sửa đổi càng thêm để áo đỏ nữ đồng không thể tưởng tượng nổi chính là sửa chữa về sau vô hạn hư không tầng thứ năm mơ hồ ở giữa cho nàng càng thêm rộng lớn càng thêm sâu xa cảm giác cái này cùng lâm nguyên trước đó dung nhập cái khác thập tam giai thủ đoạn khác biệt loại này sửa chữa là từ truyền thừa căn nguyên thượng tu đổi cả hai căn bản không phải một chuyện không tệ ta cảm thấy hiện tại vô hạn hư không càng thêm thích hợp bản thân lâm nguyên mỉm cười nói chỉ có chính mình sáng tạo ra bí pháp truyền thừa mới có thể hoàn mỹ phù hợp chính mình. Về phần cái khác tồn tại sáng tạo bí pháp truyền thừa, cho dù là vĩ đại thập tam giai sinh mệnh, cũng không cách nào làm được hoàn mỹ phù hợp mỗi một vị sinh mệnh, chỉ có thể tương đối phù hợp. Ừm. Áo đỏ nữ đồng tâm bên trong có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hỗn độn hư không biên giới, một khe hở đang không ngừng thu nhỏ chiều không gian trước. Hơn 10 thân ảnh đứng tại cách đó không xa, xa xa đánh giá nơi xa cái kia khe hở chiều không gian. Cái này hơn 10 thân ảnh, đều là tuyệt thế đại thánh, chính là vạn pháp chi nhãn mời đến tiến vào chiều không gian khe hở thu hồi pháp nguyên quả cường giả. Mà bây giờ, hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Chiều không gian khe hở ngay tại vụt nhỏ lại, mà bọn hắn chủ chiến nhục thân cũng còn không có rút về đến, còn tại trong khe hở tòa kia cỡ nhỏ đại lục cùng chiều không gian sinh mệnh chém giết. Chiều không gian khoảng cách hoàn cảnh cùng hỗn độn hư không bên trong hoàn toàn khác biệt, cho dù là tuyệt thế đại thánh, tại loại kia hoàn cảnh xa lạ dưới cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Chỗ này chiều không gian khe hở nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ triệt để khép kín, trong 3 ngày chúng ta chủ chiến nhục thân nếu là không kịp trở về. Trong đó một vị tuyệt thế đại thánh nhịn không được mở miệng nói ra. So với Hỗn Độn hư không, chiều không gian khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, thập tam giai phía dưới sinh mệnh, tại chiều không gian khoảng cách bên trong tùy thời đều có tử vong phong hiểm. Một khi chỗ này chiều không gian khe hở đóng lại, giống như là trên trận hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh chủ chiến nhục thân triệt để bị vây ở Hỗn Độn hư không bên ngoài cái này cùng triệt để vẫn là cũng không có gì khác nhau chuyện sớm hay muộn cho dù là tuyệt thế đại thánh muốn bồi dưỡng được một bộ chủ chiến nhục thân cũng là rất không dễ dàng cần nỗ lực tâm huyết phong trúc ngươi cùng vạn pháp tiền bối nói à viên kia pháp nguyên quả rất khó lấy đi còn không bằng để cho chúng ta rút về tới vị thứ hai tuyệt thế đại thánh mở miệng chiều không gian khe hở trong ba ngày liền sẽ đóng lại mà trong ba ngày qua thu hồi pháp nguyên quả hy vọng gần như là không loại này tình huống dưới Chư vị tuyệt thế đại thánh tự nhiên không nguyện ý tiếp tục tại tòa kia cỡ nhỏ đại lục ở bên trên chém giết, mà là nghĩ đến rút về chủ chiến nhục thân. Dạng này tổn thất cũng sẽ ít hơn một chút. Vạn pháp tiền bối nói, đã mời cái khác đại thánh trợ giúp, còn có hy vọng. Phong trúc đại thánh nói, hắn cùng Vạn Pháp chi nhãn quan hệ thân mật nhất, sớm biết được rất nhiều chuyện. Cái khác đại thánh, khe hở bên ngoài chỗ kia cỡ nhỏ đại lục, bản thổ sinh vật vô cùng hung hãn, mời lại nhiều đại thánh cũng rất khó trong vòng 3 ngày thu hồi pháp nguyên quả. Vị thứ nhất mở miệng tuyệt thế đại thánh thấp giọng nói. Phong trúc, vạn pháp tiền bối đến cùng mời vị kia đại thánh. Thứ ba vị tuyệt thế đại thánh hỏi thăm, hắn cảm thấy vạn pháp chi nhãn không hề từ bỏ, khẳng định là có nắm chắc. Lời này vừa nói ra còn lại chư vị tuyệt thế đại thánh cùng nhau nhìn về phía phong trúc đại thánh. Vạn pháp tiền bối nói, mời. Phong trúc đại thánh quét mắt đông đảo đại thánh, chậm rãi nói ra, ngân hà đại thánh,